ơi, mình và Phong Cần sẽ thử thách 24 giờ trở thành ba mẹ. Và nhiệm vụ của mình và Phong Cần phải chăm sóc cho em bé trở nên vui vẻ. Nhưng mà hình như hơi khó thì phải. Cái này là cái gì ta? Ok, bỏ qua đi. Và liệu mình và Phong Cần có thể trở thành một người mẹ dễ thương, đáng yêu và người cha mẫu một hay không? Đừng quên xem video nha. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, hôm nay mình và Phong Cần sẽ thử thách một ngày làm bố mẹ ở trong bộ phim. Trời ơi, hào hứng chưa? Hôm nay mình có nhận con nuôi đó. Hả? Giờ này nuôi nhiều con quá vậy, hết nuôi robot rồi, giờ nuôi thỏ rồi vậy. Nuôi chó rồi, giờ nuôi em bé nữa. Rồi, để xem với hai mình có phải là một ông bố bà mẹ mẫu mực không nha. Ok, bây giờ tôi sẽ là người đầu tiên, tôi đi xem quay. Bây giờ nhận nuôi ở đây. Ủa, sao đây không có em bé vậy? Sao từ trong này không có em bé nè? Ủa, em bé nè. Rồi, ôm em bé kìa, nhưng mà như em bé này không phải con lớn, mình nữa. Đúng rồi, lớn, đúng rồi, lớn rồi. Đó, ui, người ta có em bé kìa, nhìn dễ thương chưa? Wow, em bé này đầu chọc luôn. Ôi trời ơi, em bé mày đầu chọc chưa xong rồi, tôi đi xem quay. Ủa, sao trong nhà trẻ có em bé vậy bạn? Buồn ghê luôn rồi, mình, để xem quay. Mình đi vòng vòng trong khu giường coi có em bé nào người ta dục ở đây không? Lụm. Không có hả? Ủa, ê! Đó hay không? Tôi nói rồi hay không nè. Trời ơi. Nè coi nè, em bé nào đây. Ui trời ơi. Ui, nó khóc kìa, trời ơi, nó khóc kìa. Ui, nó khóc tuổi quá bà. Trời ơi, bây giờ nuôi. Thôi chạy nó đi. Trời ơi, nó còn màu xám giống của mình quá hả? Đó, bây giờ nhận nuôi nha, bây giờ mình sẽ nhận nuôi nha. Đó, nhận nuôi. Ôi trời, nó dễ thương kìa nè. Nó cười kìa Phong. Mẫu y chang tôi, từ từ để tôi thử, tôi nâng em bé này coi. Đó, vuốt đầu à. Đó, chơi chơi của em bé nè. Đó, trời, nó cười quá. Ê, trời thử, cười. Thử vừa cầm mẹ. Vừa ôm em bé dễ hết bớt. Trời ơi, khùng quá ba. Mệt ghê luôn. Không biết đặt em bé tên gì ta? Biết đặt tên gì không? Em bé tên gì ạ? Ừ, theo như mà tôi nhìn cái hình dáng như thế này nha. Kiểu em bé được cột trong một cái khăn màu xám như thế này. Đúng rồi. Rất là dễ thương. Đúng rồi. Tôi nghĩ ra đặt tên cho em bé là chả cuốn chiên giòn. Cái gì vậy, tên người ta mà chả cuốn chiên giòn vậy? Tôi mua cái ô thôi. Con xin lỗi con được mua được nha. Bây giờ em bé tròn tròn thế này mình đặt tên em bé là cái cục cục gì? Cục thôi em bé đặt tên cục thi ghê mà tôi bị mà. Cục vàng. Ôi thôi. Nghe nó dễ thương mà. Giận được kìa, thôi bạn nghĩ cục gì? Trời ơi, trời nhìn mặt ác bây giờ. Thôi thôi, bây giờ tôi xin chào mấy bạn fan có tên nào hay đặt cho em bé đừng quên comment phía dưới sao biết nha, chứ mình không biết đặt tên sao đâu. Rồi ok. Bây giờ nhận nuôi bé phải đem vào nhà này đó. Trời ơi có con rồi mừng quá. Ôi từ, mà bây giờ là nuôi em bé là cần gì đây? Em bé nào? Ủa gì đây? Bây giờ là tôi nghĩ là phải cho em bé kiếm một cái chỗ nó an toàn cho em bé nằm trước đã, thấy không? Ủa từ, người ta nhận nuôi người ta đói mà đúng không? Bây giờ nhận nuôi đầu tiên cho uống sữa, ông hiểu chưa? Em bé mới gọi là mới sinh ra người ta phải uống sữa chứ đúng không? Trời ông này. Cái gì phải kiếm chỗ nào cho em bé nằm này mình đi kiếm bình sữa chứ bà này. Trời ơi, mình bế em bé mình phải cho em bé uống luôn chứ. Ông ơi, cái ông này quê mùa dễ sợ, mình bế bé rồi bây giờ cho uống sữa nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy sữa nè. Rồi uống lấy sữa bột hay là sữa nước đây? Trời ơi, sữa là mình phải cho uống sữa pha chứ đúng không? Đây mình pha sữa nè. Đây pha sữa nè. Rồi đây lắc sữa nè, uống nè. Wow, mình phải lắc sữa lên nè. Đúng hả? Rồi, trời ơi, uống bé uống ba bình luôn, dữ vậy. Trời ơi, uống lần ba. Ôi, trời, uống sao ở mặt mình đây, ê con ơi. Ôi, đừng ở mặt mẹ. Trời ơi, nó ói gì? Nó ói mặt tôi luôn nè, trời ơi, trông con khổ vậy. Đây, một bình sữa nha. Ui, miếng đầy sữa luôn kìa. Rồi đó, hai bình. Rồi, bình cuối cùng nha con ơi. Bình cuối cùng nha. Ba bình. Đó. Mặt hay ghét coi. Ôi trời, ui dễ thương. Ui cười lia. Ui ơi, em bé đang uống no quá giờ ơi. Ok, ở nha con, ở nha. Rồi, bật ở hơi nha. Rồi, vỗ nha, ở hơi nha. Rồi. À là bình thường em bé uống nó sẽ bị nghẹn hả? Ủa sao 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 tính nó ở nó ở dưới mông vậy? Ở dưới mông là nó. Hình như thấy có hơi có mùi nha. Ờ nó có. Ủa con ơi, sao? Có mùi vậy con? Trời ơi, thứ vậy? Trời ơi. Sáng này em bé có ăn hộp vịt lộn hay gì không mà sao mùi kỳ. Em bé mới đẻ ra hộp vịt lộn nữa. À. Kỳ quá. Cái mùi này là chắc là nó ăn gọi là này là uống sữa này thôi. Này ăn hủ tiếu. Thôi, bây giờ mình thay tả đi em bé gọi là đánh quánh rắm cái là thúi cái tả rồi. Trời ơi đừng sợ con, sao sợ. Trời ơi. Rồi đưa em bé thay tả đi. Rồi trời ơi nó hoang mang kìa Phong ơi. Em bé mà nó hoang mang. Nhưng mà giờ mình không biết em bé mình là con trai hay con gái nè để ai mình, biết luôn. Thay cho nó cái tả màu thay hồng. Thay tả màu hồng màu xanh ta, có lẫn trai con gái. Bây giờ mình hỏi thử nha. Rồi, con hỏi nó coi trả con, lời. Con là con gái đúng không nè? Gái đúng không? Không phải. À. Ủa? Làm phải không? Là sao lúc nó nhăn sao lúc nó cười vậy? Nhiều cảm xúc vậy. Vậy con là con trai nha, từ từ thay tả xanh nha. Trời ơi. Cọc liền. Cọc rồi kìa. Trời ơi, vậy là con trai từ thay màu hồng nha, thay màu hồng nha. Quay lại coi. Hồng sao? Chịu không? Hồng chịu không? Ủa nó không chịu con trai, nó không chịu con gái. Thôi ra ngoài lấy lá cây uống cho nó đại đi. Mệt quá, thay màu hồng nha, chịu không? Màu hồng nha. Hồng được không? Không. Ôi, nó chịu. Ôi,
Hứa cái gì vậy? Thôi thôi. Mình phải giữ lên nó mới chịu. Rồi lấy tả nha. Bây giờ em bé là mình phải chơi đùa với nhỏ nè. Bây giờ mình chơi đùa với nó nè. Đây bây giờ tôi bưng ra ngoài công viên chơi. Để ra công viên chơi cho con. Trời ơi, một người mẹ mẫu mực. Ôi, em mà từ từ biết nó biết đi chứ mình cho ra công viên chơi thôi. Mình cầm em bé ra ngoài công viên á cho nó chơi kiểu cầu trượt không? Ờ chơi được không? Mình thả xuống cho em bé lăn đây, xuống. Đây đây xích. Ủa khoan từ trượt xuống nghe lăn xuống cái gì. Ôi đây 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 tôi cho bé ngồi nè. Ủa từ từ cái này nó không ngồi được rồi. Cái này là ồ trời ơi bé buồn quá bạn ơi. Chết rồi. Giờ đầu tiên chăm không biết làm sao đấy bạn. Trời ơi. Xe ô tô kìa, lấy ô tô chở đi chơi đi. Được không? Được không? Được không? À, không hình như nhiệm vụ thế. Đi tắm nè. À, hàng chi em bé bậy quánh rắm dơ quá vậy phải đi tắm. À đúng rồi, là phải tắm chứ chưa gì thay tả ta liền sao được. Đúng rồi, quên tắm nè. Tắm nè con. Ai trời ơi. Nó uống sữa hay nó uống gì nữa sao? Trời ơi, nó ăn nó uống sữa hay là nó ăn cái cục? Cục gì? Cục sô-cô-la mà. Trời ơi, này, ai đây? Sữa này đây. Đó, chà mặt con nè. Trời ơi, cọc dễ sợ cọc, sao có em bé cọc như con. Ôi, vui rồi, ui, vỗ tay, dễ thương quá. Rồi, giờ thấy tả cho con ơi, sao có thấy tả nha, thấy tả nè. Rồi, ok. Sammy đang học cách làm mẹ trong game. Trời ơi, chưa sao không? Kìa, mấy đem bé đi khám sức khỏe kìa. Ủa, mới đi tắm cái đi khám sức khỏe bạn. Trời ơi, trời. Thì tắm xong bị lạnh nó bị cảm, mấy đem đi khám sức khỏe. Ok. Rồi, ủa đây phải phòng khám đây, để coi con bị gì nha. Trời ơi, tính nó chăm em bé khổ các bạn ơi, không có dễ gì hết trơn nha. Rồi. Ôi, từ từ. Baby one sleep, em bé muốn ngủ rồi. Trời ơi, trời đây đang đi ngủ nha con. Trời ơi, buồn ngủ. Rồi, nó buồn ngủ đây, nó cần ngủ các bạn ơi. Em tính cho em bé ngoan, em bé từ hiền dễ sợ luôn. Này nó hơi cọc tính thôi chứ giờ nó ngoan dễ sợ ngoan rồi đi ngủ nha con. Đây, mẹ ru ngủ nha. Đây. Mình rồi. Hát ru cho em bé ngủ rồi, đi. Rồi, chăn gì đây? Có nhiều chăn với người ta thôi, lấy chăn hồng nha. Các con thích chăn hồng đó. La 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 la. Cầm em bé mà tôi cầm ngược vậy ta. Mình cầm mình lắc lư em bé đó. À đây đây. Mình hát ru á. Để phòng làm giúp không tí ông làm sao thôi cho phòng làm rồi, cái okay, rồi rồi đó thấy không quăng nó vô trong trời nó cọc kìa thôi ngủ con ngủ nha ông cầm cái đôi tức giận liền mình cầm mình lắc lư mình rồi, quăng nó vô cái đâu luôn không trời ơi trời đó ngủ ngoan chưa nhìn dễ thương như nè rồi tôi thử cho đó ru em bé nè ru em bé gì đây ru quay nè bay nè bay thử chậu lên chụp cái thì em bé thấy đó mà nè có cái bới lên xong hất lên chụp nè đâu 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 này hả? Ờ đó. Đó vui liền. Ủa cho em bé hôn ba cái Phong ơi. Nó sợ độ cao thôi, nó sợ độ cao. Tôi nghĩ là bây giờ mình sẽ cho em bé một cái hoạt động nào đó đi Phong. Nếu mà cái trò chơi hợp với một em bé mới mấy tháng tuổi thì tôi nghĩ rằng là cho nó thử đi tập gym đi. Ai út đi mà. Mấy tháng tuổi thì cho nó làm cái gì vậy ta? Thôi bây giờ cho nó đi làm kiếm tiền đi, cho nó bưng bê phục vụ gì đó làm kiếm tiền đi. Trời đẻ bé về đẻ quỷ đâu mà ông gì dữ vậy? Đây tôi sao uống nhiều sữa vậy? Trời ơi nó như ông nó ăn nhiều như ông luôn đó. Ăn nhiều gì? Trời ơi trời chứ ông sao? Ông ăn nhiều mà. Tôi ăn nhiều, tôi ăn nhiều nhưng mà tôi có uống nhiều như nó. Đó, rồi đây cho lắc sữa nữa nè. Đó lắc rồi uống sữa cho con. Đó. Trời ơi. Nó uống lần 3 bình sáng thì nó uống 6 bình rồi đó. Trời ơi nó uống quá trời bố tôi không biết nó làm gì mà uống quá dữ luôn mà. Trời ơi. Đây. Mua tốn tiền. Rồi nó ở mặt tôi tiếp rồi kìa. Trời ơi con ơi đừng ngờ. À nó ẹ sữa ra rồi cho nó uống tiếp nè. Trời ơi nó bị gọi là người ta bị sặc sữa đó. Nó nguy hiểm okay, lắm rồi. Ok rồi giờ ở thôi nha con. Ở nha con. Ui người ta chăm sóc em bé kìa. Đi nó ở dưới mà tôi biết ở kiểu gì. Rồi giờ đưa thay tả. Rồi đi tắm thay tả để bạn ơi dơ rồi. Ủa mà sao từ nãy giờ có đi thay tắm thay tả rồi cho đi ăn tắm thay tả cho đi ăn khám sức khỏe gì kỳ đó gì. Không hiểu luôn á. Tắm bên kia kìa. Đây tắm nè. Rồi. Đây tôi tắm. Rồi. Ông tắm thử đi. Tôi tắm cho. Ui có em bé bên kia kìa. Tắm gì vậy? Ông đập em bé cái gì vậy? Không có tại tôi muốn chà cho nó mạnh nữa không? À đây. Rồi. Ông làm vậy mà ông quằn cứ vậy mà em bé đâu chưa sạch luôn á. Ủa sao lâu quá thêm xà bông. À lấy thêm, à là mình phải lấy thêm xà bông mà. Đúng rồi, mình chà lên. Đó nó sạch rồi. Rồi. Okay. Trời ơi quá, chăm em bé cực dữ ta. Ôi trời ơi trời sao đây? Ủa? Phong ơi, em bé khóc rồi kìa. Ủa rồi con khóc em rồi. Em bé khóc rồi. Hãy đưa em bé đi coi thách thức giành hài để em bé cười thôi. Đi. Không bi. Trời ơi thôi em ơi, thùng quá. Bây giờ phải dẫn em bé ra ngoài chơi cho vui hiểu không? À, dẫn ngoài chơi. Đây. Bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi chơi nha. Đi chơi. Ui, bé buồn rồi bạn ơi. Trời ơi, bé đang buồn khóc lấy bạn. Rồi bây giờ đi mẹ nha. Đưa em bé đi chơi đá banh đi. Trời ơi trời, tôi đá đầu ông bây giờ em bé nhỏ một xíu rồi cho đi chơi banh. Bây giờ mình sẽ dẫn em bé đi chơi nha, em bé đỡ buồn nha. Rồi. Ok, đây nhúng nè. Vui cho con, vui chưa? Wow. Ấm em bé mà chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy. Thả tay ra luôn trời, biểu diễn luôn, thả tay ra luôn. Ôi, nó vui. Ủa, khóc kìa, trời ơi, nó sợ, rồi. Không, cho con kêu nó cho xích đu kìa. Chơi xích đu đi ha, rồi đi mẹ chơi xích đu ha. Đây, ui, có con voi, để mẹ chơi xích đu. Xích đu không chơi trời, xích đu kìa. Ở bên kia có ông kìa lái nguyên xe kìa. Ui, gì thương vậy?
Vui vui, bắt đầu vui, bắt đầu vui rồi, bắt đầu vui rồi, bắt đầu vui rồi. Rồi, trời ơi, vui đúng không? Rồi, bất ngờ vui đó. Đây, rồi, khóc nữa rồi. Rồi, khóc rồi chứ chả. Ui, muốn đổi cho khác. Ui, có người chở xe xịn vậy. Wow, ê, tính là chăm người ta, chăm em bé phải vui vậy đúng không? Đâu có tiền đâu, mình mua cái này mình. Để tôi mua, đây thôi, bây giờ mày chơi. Ô, lâu đài cát các bạn ơi. Đó, bây giờ mày chơi lâu đài cát với con nha. Đây, 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 rồi chơi nè. Thôi, bây giờ mình vuốt đầu nha. Trời ơi, con, tội con tôi quá à. Thôi mày giúp đầu con nha, giúp đầu, giúp đầu. Rồi, không thích chơi xúc cát là đi chỗ khác rồi, đi. Thôi mày giúp đầu con nha. Giúp đó, vui chưa? Đó, rồi vui nha, rồi vuốt đầu nha. Ui, ui, ê, tôi đập đầu nó chết rồi. Ui, lộn, ê, tôi thả đi ra vậy. Chết rồi, chết rồi, rồi sao tôi lỡ cái. Buông cái sẻng ra đi. Buông cái sẻng ra sao, chết rồi. Buông sẻng. Đây, đây, thả ra, trời ơi, con rồi chết con tôi rồi, con tôi khóc rồi, nãy tôi đỡ đập đầu tôi rồi. Thôi, thôi, bây giờ tôi sẽ cho em bé đi chơi xe bạn ơi, đó, cho em bé xịn hơn. Đó, nãy khóc quá trời, đây. Mà xe đắt tiền lắm, không có mua được đâu. Ui, mua được mà, ông này con tôi là phải chơi nhiều trò, đúng không? Đây, cho con chơi xe này nha. Đây. Trời này nè, dễ thương như nè. Rồi, đây, chở đi nha. Rồi, woo. Vui chưa con ơi, vui chưa? Đây nè, bất ngờ chưa? Ê, sao không mua cái xe hồi nãy, nhìn nó dễ thương á, con xe này. Ủa, sao con tôi nó hoang mang vậy? Vui chưa con, vui chưa? Ủa, sao nó sợ vậy Phong, ủa sao nó sợ vậy? Dạ, không thích gọi là đua xe á, chắc em bé này không thích đua xe rồi. Trời con ơi. Gái sao đâu thích đua xe đâu. Thôi, xe khác nha, đây đây. Nãy có cái xe kia dễ thương. Đâu, xe nào? Xe này ha. Ừ, xe đó đi. Ờ, xe này chở con dễ thương nè. Rồi, mà chở con nha. Wow, ui con đó, vui chưa con, vui chưa? Ủa, nó, kè. Hay quá, để con lên đầu xe. Thì em bé đâu có nằm ở được đâu, bọt ghê luôn à. Ok bạn ơi, thì đây là mình khi chăm sóc em bé, còn Phong cần thì sao? À, ông có tự tin khi chăm sóc em bé, tôi là chăm sóc em bé bãi trời. Ai mà chăm sóc em bé để em bé chạy ra đường lâm lại. Ai biết rồi, đó là con người ta cũng có. Tôi bây giờ tôi đã chăm sóc em bé rồi, bây giờ ông có chăm sóc em bé được không? Hả, à, tôi à? Tự tin không? Tôi chăm sóc được mà. Rồi ok, bây giờ Phong cần chăm sóc bé thì như nào nha. Ok, let's go. Ủa em bé mày đâu? Ui, ui con mình kia. Ủa con mình biến thành robot hả? Không, má sau lưng, sau lưng ơi. Sau lưng con đó, mình, sau lưng. Con bên kia. Wow, con mình biến thành trái banh rồi. Điên hả, con mình đi sao? Đây. Đâu? Kia. À đây con mình hả, con bé hấp hồng con nè. Con mình biết bò đây kia. Ủa? Cái kia, bé đi bé. À, cái em bé mà lùm mà nhà bò bò đây hả? No, không phải đây, bé đây, bé lên đi. Đó, bé. Trời ơi, sao nó bò ghê rồi, xong nó bị tao bế rồi. Bị tao bế. Trời ơi, con mình lớn nhanh vậy. Ồ, là giờ là con mình nó lớn, nó biết bò, biết đi luôn hả? Trời ơi, nó bự vậy. Ủa sao nó không có tóc ta? Chắc là nó còn nhỏ quá, chưa mọc tóc á. Bình thường mà em bé mà con gái mọc tóc nhanh hơn con trai vô. Trời ơi, rồi để xem coi bên này có gì đây, một cái shop nè. Quá trời game luôn. Ôi, mua bằng robot. Không có tiền. Như nick này nick của Sam, nhưng cũng nhiều robot lắm nè. Ôi, đây có nè, xịn mua là đây có 549 robot. Đấy, tôi không có tiền mua đồ đâu, mệt đi chăm sóc không bé có đây. Mà, có mà. Bây giờ ông là một người cha, ông chăm sóc em bé đi, tôi cũng biết. Giờ tôi đừng ngủ nhấn nhìn. Đó, rồi. Rồi tôi coi giờ hiện tại là tôi em bé tôi lớn rồi cho nên là nó khát sữa kìa, nó thirsty, nó khát sữa kìa. Em bé muốn sữa à? Em bé khát nước à? Ui, lớn nghe mà cũng hết sữa ha. Trời ơi trời. Rồi, mà lớn rồi vậy là phải ăn cơm mà chứ giờ lớn vậy này còn uống sữa nữa. Mặt nhăn thấy tội vậy kìa. Ôi trời. Trời ơi, nó khóc rồi, cái mặt nó nhăn. Trời ơi, nó y hệt như Sammy luôn. Gì? Nó nhăn dễ thương giống Sammy. Ồ, vậy cũng được. Rồi, ông em cũng nhớ cái chỗ đi không vậy, xong đi lộn xộn vậy. Tôi đang kiếm này, ở đây nè, kitchen rồi đó. Rồi, lấy sữa, xong rồi nấu sữa. Rồi. Lấy bình sữa đúng không? Rồi, lấy rồi làm sữa, làm ra cái máy sữa. Rồi, đang làm rồi, ok. Rồi, bỏ cái máy nấu sữa đúng không? Rồi, đây sữa nè. Đó, rồi cho uống lắc sữa lên. Mình lắc bình sữa lên. Lắc vừa thôi. Ok rồi. Ơi, trời cho uống. Ok rồi, luôn nữa hay không? Rồi, ok. Không lắc rồi đó. Ơi, rồi kìa. Rồi, uống có. Bình thường tôi có lắc cái gì vậy? Đó, phải lắc gì lắc vô. Ông lắc sữa cho ông lắc người em chi vậy? Phải lắc dưng vô. Đó, thì nó uống khỏe được, hiểu không? Rồi ok rồi. Vậy sữa nó mới đều. Ờ hơi kìa. Ờ hơi dưới. Ok, em bé muốn. Ôi 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 em bé ơi. Trời ơi. Vỗ lưng cho em bé, vỗ lưng cho em bé nè. Ôi trời ơi. Ok. Trời ơi trời, quá trời luôn. Game này thật quá nha, game này y hệt thật nha, tại vì con nít bình thường mà nó uống sữa nó cũng hay bị sặc vậy á. Trời ơi, tội nghiệp lắm hả. Rồi, bây giờ đem bé đi tắm đúng không? Tắm rồi thay tã nè, bây giờ chắc là thay tã được rồi đó. Ồ, nãy là bé sao thay tã được. Trời ơi. Rồi giờ lớn rồi nè, từ. Bây giờ dễ sợ. Sao nó làm gì mà nó dơ, nó uống sữa mà nó dơ dưới đi trời. Ai biết tao tưởng nó đi. Này anh nói ghẻ luôn chứ nó dơ gì, cái này mọc ghẻ luôn á. Ghẻ. Cho miếng xà bông. Cho miếng xà bông nè, xong chét cả người đúng không? Thấy chứ ông chê nó tức giận kìa.
Thôi thôi xin lỗi khoan, mà. Khoan, con, người, người dễ thương không à, chứ không có ghẻ. Ừ không có ghẻ. Ok. Rồi, không thay tả. Rồi xong rồi đó. Rồi xong. Rồi bây giờ dẫn nó đi chơi đi. Tôi nghĩ là bây giờ là tuổi này là khám sức khỏe được rồi đó. Chưa khám được. Vậy luôn. Thôi. Trời ơi. Vậy thôi mình cho con mình đi học đi. Bây giờ cho nó đi học, cho nó đi học. Đi học hả? Đúng rồi, học trong nhà mình có đồ học mà. Không, mình đi học mình phải đến trường học đàng hoàng chứ. Để coi chỗ nào. Có trường học không? Mình có xe mà, xe chở nhanh mà. Giờ con biết lái rồi đó. Giờ mình lái rồi chở xe. Đây con này nè, đây con này. Đó, ok. Đó, ủa sao mình bế tay chi vậy? Trời wow, lái xe mà bế con tay vậy, lái xe luôn, quá đỉnh, quá ngầu. Trời ơi, ngầu quá, ngầu luôn. Thôi bây giờ dẫn con đi chơi ha, mình dẫn con đi chơi đi. Đó là một người cha mẫu mực, đó. Làm cho con vui. À. Wow. Cái này quá trời luôn, cái này quá trời đồ chơi luôn. Wow. Một bên đây là hình như là một cái shop nè, nó mình thử qua đây. Wow. Trời ơi. Nhiều điều. Ơi em bé đang cảm thấy đói bụng à. Trời đói bụng hoài luôn. Nhìn, nhìn cái mặt nó đói bụng nhìn buồn cười vậy. Từ đói bụng đúng không? Đây, ở đây có nhiều đồ ăn lắm con ơi. Đây có thịt nướng này đây. Ôi. Bật bếp ga lên nướng thịt cho con ăn. Tuổi này lớn rồi là không nên uống sữa nữa không? Đây có Coca. Ôi, cơm đi toilet. Trời ơi, bây giờ con mắc e rồi. Rồi từ từ để ba sẽ ba uống lon nước, ba khen nước quá. Trời ơi, nó khóc nó mắc e đâu kìa. Từ uống miếng nước, ăn cái bánh cái đã. Từ cái gì cũng phải bình tĩnh để từ từ người lớn người ta xử lý với trời. Ăn miếng bánh nè. Ừ, ngon á. Ừ. Lấy thêm ly nước uống ha. Lấy cái chai này cho nó bự. Trời. Nó mắc e rồi, mặt nó giận dữ luôn mà. Ực. Ngon á. Ừ. Trời ơi, còn ăn miếng thịt nữa hả? Lấy miếng thịt nữa chứ, trời. Rồi cái đó, đi, bây giờ đi toilet nè. Trời đây ơi. Là chỗ này có cái núi lửa nè, ba cắm cái mông vô đây cho con đi toilet được không? Đúng không kìa. Ôi trời, chết rồi. Để xíu con ơi, đừng đi toilet lúc này con ơi. Để trời xíu ơi. Yên tâm đi, nhà mình nó gần lắm, nhà mình con có hơn 100 cây nữa về tới ơi. Trời ơi, 100 cây là hùn rồi đó, bông ơi. Trời ơi, cái tả kìa. Cái chén kìa, ông thấy cái chén không? Trời ơi. Ướt nghẹp luôn, cái tả ướt nghẹp luôn. Chết rồi, chết rồi. Xong, tay nè, hàng gì tôi thấy có mấy cái giọt nước nhiều nè, trời ơi. Trời ơi, toilet. Dơ hết bộ quần áo Gucci mới mua rồi. Ôi, đi nhanh lên con mà nó sốt rồi mấy ông ơi. Đây nè, toilet nè. Toilet, cho màu hồng, tôi thấy màu hồng. Toilet màu hồng không mới chịu nha, đang ngồi đây coi. Trời ơi, mừng quá, nó vui quá. Rồi, giờ lau dãy nhau, để toilet. Giờ là mình sau khi đi toilet xong dùng cái gì để lau cho em bé đúng không? Mình sẽ dùng kẹo mút. Ơ nhầm lộn, mình sẽ dùng đồ chơi đúng không? À, không, giấy bây giờ đúng rồi, vậy. Rồi nhét giấy vô. Rồi, giấy nè. Rồi giấy. Trời ơi mừng quá bạn ơi, nãy con quánh một cái trời ơi chùi. Rồi. Rồi bây giờ ui biết rửa tay luôn, đúng biết rồi. Rửa tay sạch sẽ luôn à. Rồi. Lý quá chứ, hợp tay lý quá chứ. Tay mình dớt quá phải rửa tay. Rồi, sạch nha con. Rồi, sạch rồi, thay tả nè. Rồi. Rồi bây giờ mới đúng thay tả nè. Rồi, thay tả vô. Lít. Trời ơi, trừ một tả. Quánh trăm vui quá bạn ơi. Trời ơi, khó vậy. Rồi ok rồi nè. Trời ơi, làm người cha cực khổ không ha. Là một người cha đâu dễ dàng gì đúng đâu. Mà thấy từ nãy tôi làm cha tốt hơn sao làm mẹ luôn nha. Trời ơi, vô duyên quá. Rồi em bé cần người ta uống sữa hả? Trời ơi, đánh răng, brush your teeth. Đánh răng. Dơ rồi, giờ đi tắm đi. Rồi cho uống sữa cái đi, rồi cho đi tắm gì, cho đi đánh răng hiểu không? Đi ngủ hiểu không? Cho uống sữa cái. Rồi. Trước khi rồi đánh răng cần phải ăn uống hết xong thì rồi mới đánh răng phải không? Đúng thôi. Rồi, trời ơi con mình nhìn mặt nó kìa. Nó thèm sữa, nó mới đi toilet xong giờ nó đói bụng á. Trời ơi sao nhìn nó ngơ chứ vậy? Rồi uống đi con. Rồi uống đi. Rồi. Kệ gì đó ghê quá à. Rồi uống đi con. Rồi ghê quá à, mình nhẹ nhàng thôi được không? Nhẹ nhàng mà, từ nãy giờ nhẹ nhàng mà. Ghê quá à. Nãy giờ nhẹ nhàng mà. Rồi nó phun sữa hết trơn rồi kìa. Bình thường thôi. Tí chắc là đi chơi nè. Rồi đi đánh răng nha. Rồi xong rồi bây giờ đi đánh răng nè, em bé đi đánh răng nè. Rồi đánh răng nha con. Mình đánh răng ở đâu giờ ta? Mình đánh trong toilet chứ đánh ở đâu? Biết nhưng mà toilet nằm đâu quên tiêu rồi nè. À toilet như bên này. Bathroom, restroom kìa đó. Restroom nè, đấy. Trong cái đây đánh răng đúng không? Rồi. Rồi đánh răng nha. Trời ơi. Ôi nó ói. Giờ kêu nó răng. Trời cái răng nó vàng dữ đi. Nó ăn cái gì mà nó uống sữa mà nó ăn sữa răng nó vàng vậy nè, lấy miếng kem răng nè. Miếng kem răng rồi ok đánh nè. Di răng ra. Đó. Đánh. Rồi lấy miếng kem răng nè. Đánh. Đó nó gần trắng rồi đó. Chưa cho miếng kem răng nữa. Xịt cho miếng rồi. Đó. Rồi. Trắng nha bạn, ăn xong cái đánh răng nha. Một nụ cười tự tin trắng sáng. Ok rồi. Xúc miệng. Đưa vô chưa? Rồi. Hơi thở thơm mát rồi. Rồi ok thôi, dắt con đi chơi nha. Thôi giờ dắt con đi chơi xong dắt đi ngủ. Cho đi ngủ đi chứ. Đi chơi đốt đi rồi cho đi ngủ kết thúc một ngày. Trời ơi. Đi chơi nữa thiệt luôn á, chăm con mệt quá vậy. Đưa đi chơi. Mệt chứ trời, rồi ra bắt đầu cho nó đi xích đu rồi đó. Tôi mới chịu, hiểu không? Rồi. Khổ quá, cửa đóng rồi thấy không? Rồi. Đêm khuya giờ rồi. Giờ trời tối mất tiêu rồi đi chơi xích đu. Đấy. Đi chơi xích đu lúc 3 giờ sáng. Trời ơi, tôi hết vậy. Con tôi mà. Ê cho nó chơi cầu trượt luôn vậy, chơi cầu trượt đi. Để chơi cầu trượt thử nha. Thử nha con. Mình chơi cảm giác mạnh nha.
Rồi sao? Trượt nè. Trượt. Đó, thấy không? Trượt phải không? Lăn xuống vậy hả? Đúng rồi, mình trượt. Ủa trượt còn phải lăn xuống vậy chứ sao nữa? Rồi ok, còn gì không? Mình trượt trên kia đi, mình trượt bên kia đi. Trượt tới nè. Đó, mình trượt phải không? Đâu, từ từ bình tĩnh. Không sao, mình đang chơi cầu trượt hoàn toàn bình thường, yên tâm. Trời ơi, đâu có. Trượt này nói không? Trượt đỡ em bé trên đó không? Có sao đâu phải không? Trời ơi, chết rồi. À, em bé not feel so good, em bé cảm thấy không ổn rồi trời. Ổn rồi, cho nó chơi xích đu. Ai chơi này. Chơi cái xì tròn này đi, cái này vui hơn. Thôi. Trời ơi, đó, vui cho con. Rồi, con cười lên con ơi, cười lên. Cười lên. Cười lên đi con. Nó tức giận ra kìa. Tôi không biết ông làm mẹ tôi giận rồi. Nhanh lên. Thôi đi về ngủ luôn mày. Trời ơi trời. Nó chơi cái gì đó đi. Thôi. Mẹ giờ ba ba cho con chơi trò cảm giác mạnh. Trời ơi mẹ. Nhảy thả hai tay nha. Trời ơi kinh dị quá. Ông chỉ đổi tùm lum kìa. Trời ơi ông chăm con gì kỳ vậy. Ô chị mèo xíu mi. Ủa chị mèo xíu mi vô đây chị. Chị mèo xíu mi. Trời ơi cho nó có cưỡi ngựa đi phòng. Tôi thấy bên kia có ngựa thần kìa dễ thương lắm. Đâu? Tại bên kia có mấy cũng có ngựa thần kìa. Đó, nãy tôi kêu đi cưỡi ngựa không chịu nghe không? Đó, bây giờ nó gọi nó sợ quá. Bonnie Ben nè. Con ngựa thần nghe, con ngựa mà có sừng kìa. Ngựa có sừng đấy hả? Rồi, cưỡi được không? Wow. Trời ơi, dễ thương quá con ơi, con thích chưa? Rồi, đó, cho em bé lên trên gọi là con ngựa rồi. Ngựa thần kìa. Ê, mà sao nhìn nó cu teo quá ta. Giống như cu teo. Ôi, dễ thương vậy. Wow, rồi, ở đây nha con, ba về nha. Ê, nó khóc kìa. Về nha ba con nha. Về nha. Mình đang chỉ cho con gọi là trở thành một nhân vật đặc biệt trong phim. Bà thấy trong phim không? Trong phim á là bà thấy coi phim Tặc Răng chưa? Tặc Răng là được gọi là người ta nghe, gọi là khỉ người ta nuôi đúng không? Tinh tinh nuôi đúng không? Thì bây giờ mình để con mình lại cho con ngựa nuôi đúng không? Nó sẽ biến thành người ngựa. Cái mỏ sẽ dài ra. Cái mỏ sẽ dài ra xong nó ăn ngựa 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 ngựa. Mình phải tạo cho con mình trở thành nhân vật đặc biệt phải không? Thôi. Con tôi đâu rồi? Ủa đâu tôi rồi? Con tôi đâu rồi? Chết rồi. Rồi xong lạc rồi, lạc rồi. Trời ơi, thôi đi về ngủ. Đi tìm con tôi. Trời giờ này tối ai báo công an được, giờ về ngủ đi ngày mai gọi. Nhanh. Ê, giờ đây. Tìm con tôi nhanh lên. Rồi, trời ơi, khổ quá, game thôi mà, bình thường. Ôi, con tôi đâu rồi? Con ơi. Con ơi, đâu rồi? Cam tôi còn 5% thôi kìa. Hết cam bây giờ. Ôi, kìa, thấy kìa. Con ơi, trời ơi. Con ơi, trời ơi, mẹ sắp hết pin camera rồi nè. Con ơi, đứng lại con ơi. Trời nó chạy nhanh quá, sao mày nó bò nhanh quá. Thấy giờ nó biết chạy là nó chạy nó bỏ ông đi. À, tự ra nó không muốn rồi, ông nhận nuôi nó thấy không? Trời nó chạy kìa. Rider, đã có những lúc anh kìa, nghĩ anh chẳng thoát ra được đâu. Rồi, đón nó về kìa. Về con ơi, lại là chi hao. Rồi, đây thôi. Về nhà nha, đây, bé con đi luôn. Rồi, lên xe con ơi. Rồi, đi. Let's go, đi về. Chưa về. Ôi trời, chưa. Rồi, lên xe ơi. Rồi, đi về con ơi. Trời ơi, nó không chịu kìa. Sao kỳ vậy ta? Ê là sao là ý nó không muốn. Con ơi, lên xe ơi, đừng chui vô ống cống nữa, ống cống hôi lắm con, đừng chui vô ống cống. Trời ơi, nó không con chịu. Con ơi. Rồi không, nó không chịu, tôi bế thôi, Sam bế đi, Sam bế. Bế thì quay ông làm kỳ ta, sao ông lại tôi bế. Để mẹ bế con thử nha, từ. Kỳ quá ta, từ mẹ bế là rồi, ok. Yeah. Trời ơi, tôi bế cái nó im re luôn Phong ơi. Tôi bế nó im re nè. Cay thiệt chứ. Trời ơi, nó im re luôn. Thôi à, bây giờ mình về mình ngủ đi, mình kết thúc video này đây đi nè. Ủa là sao ta? Là ông bế không chịu đúng không? Tôi bế chạy nhanh quá. Tôi lái xe trong đây luôn Phong ơi, từ từ cho nó ngủ nha. Đây rồi, ngủ nha con ơi. Trời ơi, mẹ vô đây mẹ lái xe chở ông đi luôn nè. Rồi. Sleep kìa. Đây là sleep nha con ơi. Rồi đi ngủ nha. La 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 la. Trời ơi, cái bà nhóc con của mẹ chạy đây chị. Trời ơi, đây, rồi đi ngủ nha con ơi. Đây, rồi, ok. Trời ơi, mệt quá bạn ơi. Vậy là xong. Thôi bạn ơi, bạn nghĩ đây là một ngày mình đã nhận nuôi em bé của mình như thế nào nha. Trời ơi, mệt quá, tôi không ngờ nhận nuôi em bé mệt như vậy luôn bạn ơi. Trời ơi, đất ơi. Ôi mệt lắm luôn á. Hóa ra là nuôi em bé không có dễ mình nghĩ nha. Đúng rồi, trời nuôi em bé cực lắm. Đúng rồi, trời ơi. Ủa sao ông nuôi báo như vậy? Tôi nuôi em bé cười quá trời cười. Tôi thấy vui mà. Vui gì ông phá không à. Ok bạn ơi, thì đây là mình không cần một ngày gọi là nhận nuôi em bé ở trong Roblox hoặc thấy như nào đừng quên tôi vì sao bé nhà cậu riêng sao trời em bé dễ thương dễ sợ luôn mà con sao. Dễ thương lắm, dễ thương. Đúng rồi. À bạn nào có tin là hay đặt cho em bé mình đừng quên tôi vì sao biết nha. Bây giờ tôi mọi người ở clip sau. Hẹn gặp lại mọi người. Bye. Tên nãy nói mà tên em bé là cục gì? Cục vàng. Chưa nói hết cái cục gì mà nghĩ cục gì. Hello mọi người. Đừng quên đăng ký và subscribe cho mình và Hello Team nha.
Hehehehe